Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì Khoa đã đến nhà khoa Ân Tâm để gắn cái răng chắc hơn vào trong bệnh viện. Đây các bạn thấy không, sau khi mà Khoa đã làm răng rồi, Khoa rất là vui và hạnh phúc khi có một cái hàm răng mới và được một người bạn giới thiệu nha khoa Ân Tâm. Thì Khoa không có đắn đo gì cả, Khoa rất là yên tâm với đội ngũ bác sĩ ở đây, rất là chuyên nghiệp và rất là tận tình khi mà đã tư vấn cái dáng răng cũng như về cái màu răng rất là ok cho Khoa. Và ngày hôm nay Khoa trở lại đây với một cái nụ cười thật sự là tươi. Các bạn nhìn vào cái răng, các bạn cũng đã thấy được cái độ đặc biệt của nhà khoa ở đây rất là uy tín. Và khi mà chúng ta đến đây thì các bạn thấy và các bạn rất là yên tâm khi mà chúng ta sử dụng tất cả các dịch vụ. Thì Khoa mới vừa cắm răng luôn và gắn cái răng chết luôn, thì các bạn cũng thấy không? Tại vì thường á là Khoa rất là tự ti với cái nụ cười của mình là do cái răng của Khoa chưa thật sự là đẹp. Và hôm nay Khoa đến với nhà khoa Ân Tâm để mà Khoa làm cái dịch vụ mà làm cái răng sứ. Sau khi mà Khoa đã làm rồi, các bạn thấy cái nụ cười của Khoa rất là tươi và lúc nào cũng rạng rỡ trên môi. Khi mà chúng ta có một cái nụ cười đẹp thì chúng ta gặp được nhiều điều may mắn, và khi mà những cái đối tác khách hàng của chúng ta sẽ nhìn vào đây và họ sẽ yêu mến mình hơn với tấm vẻ mặt vẻ bên ngoài lúc nào cũng dễ thương và lúc nào cũng rạng rỡ như thế này ạ. Và Khoa xin chúc nha khoa Ân Tâm của chúng ta trên con đường sắp tới và ngày càng thành công hơn, và nhiều khách hàng và đến đây sử dụng những cái dịch vụ của nha khoa Ân Tâm nha. Xin chào tất cả mọi người.